Kim Thiệt Như từ Memphis, Tennessee. Thì hôm nay sẽ làm cái bộ Natural Pedicure. Thì lên một cái basic Natural Pedicure and Natural Pedicure and Natural Pedicure Deluxe. Thì đây có lại 4 món, 5 món hay 7 món. Hôm nay Kim này sẽ làm tinh dầu. Thì ai khách muốn làm tinh dầu thì mình add oil á thì 10 đồng. Thì đây là planet oil, tropical planet oil, and mình sẽ add nước. Thì planet oil thì mình bỏ 3 giọt hết, 3 đến 4 giọt. Thì nước mình có thể bỏ 1 giọt, 2 giọt. Sau người khách có thể chọn mùi, bất cứ mùi nào họ thích. Thì họ có thể chọn mùi nào, bất cứ mùi nào. Nếu mà các bạn có làm chai trộn sẵn thì khỏe hơn, thì mình chỉ massage cái mùi nào họ thích. Ví dụ này peppermint, cái này trộn sẵn rồi. Giờ mình thoa lên chân. Sau khi mình mở hai chân sờ, mình thoa lên chân. Da nóng sẽ có thể làm da nóng. Thế sau khi mình làm cái này thì mình sẽ làm cái ôi mình massage đó. Mình sẽ thấm. Right, thank you very much.